Hà Nội, ngày 19 tháng 12. Hồ Gươm vẫn thanh bình, phố xá vẫn tấp nập. Lịch vẫn được bày bán chào đón năm mới. Chúng tôi tìm một vài người dân ngẫu nhiên và hỏi họ cùng một câu. Nếu có ngày tận thế, họ sẽ làm gì? Tôi vẫn làm việc như người bình thường và tôi là một công chức nhà nước thì tôi cũng cứ đi làm. Hết giờ hành chính về cũng đi chợ cơm nước cho chồng con, nhà cửa xong đi cùng nhau đi ăn uống. Chả có vấn đề gì, làm gì. Và qua ngày đấy thì đến ngày 22 lại là ngày bình thường ngay mà. Và ngày hôm ý tôi sẽ như kế hoạch dự trước của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Nếu như mà qua ngày đó mà không xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi vẫn làm việc và vẫn vui vẻ và có thể đi chụp ảnh hay là đi shopping chẳng hạn. Cũng buổi sáng ngày 19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có về nhà thì đóng cửa thì cả nhà quây quần bên nhau thôi. Chúng tôi sẽ có một buổi họp mặt gia đình. Tại gia đình mình gặp gỡ những người thân và quây quần có thể là sinh hoạt cách bình thường để chờ đợi giây phút đó. Một vài phỏng vấn ngẫu nhiên cho thấy người dân đều tỏ ra lạc quan trước ngày 21 tháng 12, ngày được đồn đoán là trái đất sẽ bị diệt vong. Cẩn trọng hơn, chúng tôi tìm gặp các nhà khoa học để xem họ sẽ làm gì trong cái ngày được cho là khủng khiếp này. Trong căn phòng 10m² của mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải giải thích cho chúng tôi về sự lạc quan khi nói về ngày tận thế của mình. Ông có khá nhiều tài liệu sưu tầm, nghiên cứu cũng như bài viết về ngày tận thế. Theo đó, quan niệm về ngày tận thế đã có trong Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa, Kinh Koran của Đạo Hồi và Đạo Phật cũng có nói đến một thời kỳ là mặt kiếp. Thế nhưng, theo tất cả các tài liệu này, thì ngày tận thế đều không phải là ngày thế giới diệt vong, mà là mở ra một thời đại mới tốt đẹp hơn. Và 21 tháng 12 chỉ đơn giản là ngày kết thúc lịch của người Maya, không phải là ngày tận thế. Nếu dân tộc họ vẫn duy trì cái lịch của họ, thì ngày hôm nay là cái ngày mà họ kết thúc một chu kỳ lịch, cũng như là ngày 31 tháng 12 của dương lịch. Chúng ta ăn mừng năm mới, thì họ ăn mừng, chúng ta ăn mừng thiên niên kỷ. Và sang ngày 1 tháng giêng năm 2001 chúng ta ăn mừng thiên niên kỷ mới, thì bây giờ họ cũng sẽ phải ngày 21 tháng 12 năm 2022 thì họ ăn mừng cái chu kỳ lịch mới của người Maya. Song vẫn có không ít người dân trên thế giới lo sợ về ngày tận thế, nhất là năm nay, ngày 21 tháng 12 theo lịch của người Maya dừng lại ở chu kỳ 13, rơi đúng vào ngày thứ 6. Và cũng do trong vài năm gần đây, liên tiếp thiên tai, thảm họa được coi là chưa từng có đã diễn ra, khiến con người nghi ngờ về tương lai. Theo các nhà khoa học, điều đó nhắc nhở con người về sự hữu hạn của tài nguyên và thái độ sống của mình. Ngày tận thế chính là do con người quyết định. Đối với tôi cũng như những người thì tức là cái điều quan trọng không phải là sống hay chết, mà là sống để làm gì. Con người ta chỉ ân hận khi anh làm điều gì mà đối với lương tâm của anh. Còn khi anh đã làm tròn tất cả những bổn phận đối với cá nhân, đối với gia đình, đối với xã hội, thì cái chết không có nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ hoàn thành một chu kỳ của cuộc sống thôi. Nếu chúng ta không thay đổi từ trong nhận thức của mỗi một con người, trong mỗi một cộng đồng xã hội, trong mỗi quốc gia và với cả thế giới, thì thực ra cái ngày tận thế là ngày chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề nó còn xảy ra lúc nào mà thôi. Nhưng con người có ý thức được chuyện đó mà biết cách tổ chức lại, biết cách mà thông qua tất cả những cái hoạt động xã hội, cái giáo dục, cái tính cộng đồng, nâng cao tinh tế cộng đồng và trách nhiệm xã hội của mình, thì tôi nghĩ rằng là con người sẽ khắc phục được. Sau cuộc trao đổi với những nhà khoa học, chúng tôi tiếp tục gặp những người dân bình thường khác. Họ bình tĩnh, thản nhiên hơn, họ không tin ngày tận thế. Nhiều người còn coi đây là dịp nhìn nhận lại những giá trị đáng trân trọng trong cuộc sống. Tôi sẽ làm sao mà thực hiện tất cả những cái mong muốn của mình, ví dụ như mong muốn làm sao mà giúp đỡ được cho thật là nhiều người và cũng như là quen thật là nhiều người bạn hơn, để sao trong cuộc sống từ giờ đến ngày hôm đó mình sẽ vui hơn. Nếu ngày tận thế thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến người thân của mình hơn, và tôi sẽ dành hết thời gian của mình để quan tâm đến bản thân mình và những người thân của mình hơn. Với một thái độ bình tĩnh, tin vào khoa học, hẳn là ai cũng lựa chọn để làm những việc có ý nghĩa và quan trọng. Nếu cứ quan tâm đến ngày tận thế, hẳn chúng ta sẽ không có những giờ phút sống vui, khỏe và có ích. Rõ ràng
ràng là chưa có một tài liệu nào khoa học chính xác để khẳng định rằng ngày tận thế là có thật. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng những tác động của con người và những sự biến đổi của thiên nhiên thì ngày một rõ rệt. Và điều đó chỉ nhắc nhở con người một điều, đó là cần phải sống tốt đẹp từng ngày.